Chào các bạn, mấy hôm nay bắt đầu nắng nóng rồi. Đi làm về mà được một cốc chè hoặc một cốc thạch mát lạnh thì còn gì bằng phải không? Mình thường mua gói bột xương sáo về tự nấu mà chỉ mất khoảng 15 phút thôi các bạn ạ. Cùng nhau làm nhé. Trong công thức in trên gói thạch này thì nếu mà các bạn nấu theo đúng cái công thức này thì thạch lên sẽ đóng bánh và sẽ cứng như là các bạn thấy người ta bán ở ngoài chợ ấy. Còn mình thì mình lại thích nấu loãng ra một chút và thành món chè luôn. Đây ở trong một cái gói thạch xương sáo thì có một gói bột này, một gói dầu chuối và một gói đường các bạn ạ. Mình sẽ nấu loãng hơn một chút và sẽ cho thêm nước cốt dừa và một chút đường, một chút đá tùy theo khẩu vị của mỗi người trong gia đình mình. Bởi vì nhà mình ít người nên mỗi lần nấu mình chỉ nấu khoảng 1 lít nước thôi. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ lấy khoảng 3 thìa cà phê bột thạch. Sau đó trộn với khoảng một chút nước để các bạn khuấy đều cho tan và sau đó mình sẽ lọc qua rây. Bởi vì nếu mà không lọc qua rây thì tí nữa lúc ăn thì đôi khi nó sẽ lợn cợn và hơi hơi khó chịu một chút các bạn ạ. Với 3 thìa bột thạch này thì mình cho khoảng 1,2 lít nước các bạn nhé. Ở trong phần thạch này thì mình sẽ cho một chút đường, một chút thôi các bạn ạ, để cho nó ngọt ngọt thanh thanh mát mát thôi các bạn nhé. Chúng ta bắc lên bếp và bắt đầu đun lửa vừa. Các bạn đừng quên khuấy đều tay để thạch không bị lắng và khê ở dưới các bạn ạ. Sau khi sôi thì chúng ta để sôi thêm lăn tăn thêm khoảng 2-3 phút nữa. Rồi sau đó chúng ta cho ra các cốc và đây mình đã để nguội rồi các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, nó hơi lỏng lỏng và không bị đông cứng. Chúng ta để nguội hẳn và cho vào trong tủ lạnh ăn dần các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ làm thử một cốc cho các bạn xem. Đây thạch đây đã khá là đông rồi. Mình chuẩn bị một chút nước đường. Bình thường thì mình sẽ ăn luôn ở trong cái cốc này. Thế nhưng mà bây giờ mình mang tính trình bày nhiều hơn nên là mình sẽ cho ra một cái bát các bạn nhé. Đầu tiên là cắt cái thạch ra. Đừng cắt nát quá các bạn ạ. Rồi cho vào bát thêm một chút đường, một chút nước cốt dừa và đá. Thế là xong rồi. Ngoài ra thì ở cái gói bột lúc nãy còn có dầu chuối, các bạn có thể cho thêm một vài giọt vào cho thơm cũng được. Mình thì cảm thấy không cần thiết. Yeah, xin mời. Có một cách khác là các bạn có thể đun nước đường với cả nước cốt dừa và một chút bột đao lên. Thì để lúc trộn ăn với cả thạch thì nó sẽ giống như ăn chè các bạn ạ. Tất cả đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ mọi người về buổi chiều ăn thôi. Thạch này, nước cốt dừa này và nước đường sẵn sàng hết trong tủ lạnh. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong một món ăn sau nhé.